mọi người thấy nó tối không? Đấy, thế nên con này chỉ hợp là Netflix and chill trong một cái phòng kiểu nhà nhỏ xinh xinh, một người, hai người, ba người thôi. Netflix and chill và xem phim mà mọi người nghĩ thế thôi ý. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Hacom, và đặc biệt là quay trở lại với series Give Away, đó là review xong tặng luôn cho mọi người. Và sản phẩm ngày hôm nay sẽ là một chiếc máy chiếu mini rất là xinh xắn đến từ Bcoop, đó là mã X2 Max. Đó là con này thôi nhá, còn mình để hai con đây là tiện, có hai con máy của hãng thì chúng mình sẽ kiểu đặt lên bàn cân so sánh luôn để xem là thêm khoảng gấp rưỡi tiền nữa thì các bạn sẽ có thêm cái gì. Và đây sẽ là một cái series mà một cái chương trình rất là ưu đãi dành cho các khách hàng của Hacom, đó là cứ khoảng 2 tuần thì chúng mình sẽ có một cái sản phẩm được giveaway tặng miễn phí cho mọi người luôn, với cách thức rất là đơn giản thôi, là mọi người sẽ thả một cái comment bất kỳ ở dưới những cái video đó đấy. Và đặc biệt là nhớ subscribe kênh YouTube của Hacom, và nếu các bạn thích nữa thì subscribe luôn cả hệ sinh thái của chúng mình, ví dụ như là follow TikTok này, follow fanpage này, hay là thêm cả kênh Hacom Quick Review nữa để có thể xem thật nhiều những cái video hấp dẫn nha. Và gần đây nhất thì chúng mình đã quay ra được là hai bạn trúng thưởng, đó là một sản phẩm là chuột gaming của Thuf, của Asus Thuf này, rồi là một chiếc tai nghe của Bisen này. Thì tai nghe của Bisen thì chúng mình sẽ giao tận tay cho các bạn đấy ở Sài Gòn nhá. Cái này thì chắc sẽ có một video riêng, mình không biết có không. Còn bây giờ thì quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là hai chiếc máy chiếu mini đến từ thương hiệu đó là Bcoop, chú ong vàng rất là cute dễ thương. Một con là X2 Max và một con là Xtreme. Thì con này có giá tại Hacom là 3.989.000 tại thời điểm hiện tại nhá, mình đang xem. Còn con này là gần 6.500.000, 6.490.000 đấy. Thì hai con này giá nó gấp rưỡi nhau như thế để xem là chúng ta sẽ được gì từ những chiếc máy chiếu mini này nhá. Đầu tiên là mình sẽ mở hộp cả hai con ra đã. Màu là thấy con này màu đậm hơn rồi này, tiền nhiều hơn, màu đậm hơn rồi này. Rồi lôi tất cả những cái phụ kiện của nó ra. Nhân vật chính này. Ui, thực sự là con này rất là nhỏ gọn, rất là nhỏ xinh luôn. Thì con mà sẽ được gọi là giveaway cho mọi người ấy. Đấy, nó chỉ xách bằng tay như thế này luôn đó mọi người. Cái này là mọi người thích mang đi kiểu như là đi picnic, đi dã ngoại, đi qua đêm, đi gọi là sao nhỉ, homestay các thứ, là mang theo xem phim các thứ tiện luôn. Có các cổng, ví dụ để cho các bạn, ví dụ các bạn có máy tính thì các bạn xuất qua cổng HDMI này, hoặc là các bạn mang theo USB các bạn cắm vào, hoặc là không thì chúng ta sẽ xuất qua những cái thiết bị ngoại vi để kết nối không dây nữa. Mấy cái này nó là kiểu dây để cho mọi người cắm ấy. Đây, nó sẽ tặng kèm một cái dây HDMI luôn nhá, hai đầu HDMI để có thể kết nối. Và đương nhiên không thể thiếu được cái điều khiển với cả một ít giấy tờ bảo hành. Ôi, cái giấy này cũng cute cơ ấy. Đẹp thật. Bên này thì chắc cũng sẽ thế, nhưng mà cái máy thì nó khác. Con này nhìn hình dáng thì có vẻ là không có tay cầm, hẳn luôn ấy, con này như kiểu gấp 4 lần. Ôi, đây là cái chắn. Đây, nó tặng luôn cho các bạn một cái chắn bảo vệ cái đèn chiếu của chúng ta. Đây chắc là hộp những cái phụ kiện giống như bên kia, kiểu như là phiếu, đúng rồi. Đây là dây của nó này. Con này thì sẽ chỉ có dây như thế này luôn thôi, chứ không có cái adapter, cái cục to như bên này. Vẫn là một cái điều khiển. Chứ mà mình đang có hai chiếc máy chiếu, mình đã khui hộp xong rồi. Cái con được gọi là giveaway lần này là cái con nhỏ xinh như này. Thực sự về cái ngoại hình là mình hoàn toàn bị thuyết phục bởi con này luôn. Nó quá là cute ấy mọi người, quá là nhỏ, quá là cute. Đấy, lúc nãy mình đã xem qua về các cổng kết nối để mình xem con này nó sẽ khác như thế nào nhá. Đây, nó nằm mặt đằng sau này nha mọi người nha. Đây, cái sắc nguồn của nó thì vẫn như thế thôi. Một cái mắt đọc như kiểu là để nhận được những cái tín hiệu từ cái điều khiển của chúng ta này. Rồi đây sẽ là cái nút nguồn này. Đây, nút Bluetooth riêng luôn này. Rồi có cả cổng 3.5, hai bên đều có cổng 3.5. Đúng rồi, hai bên đều có. Hai bên đều có cổng HDMI và đều có cổng USB. Nhưng mà cái bản Xtreme, bản đắt tiền hơn này thì nó sẽ có thêm cổng mạng LAN nữa để cho mọi người. Ngoài kết nối Wi-Fi thì chúng ta sẽ có thể cắm thẳng mạng LAN luôn để có thể có một cái đường truyền nó ổn định hơn. Và mình nghĩ là con này nó sẽ phù hợp là để cố định ở một chỗ ở nhà nhiều hơn. Bởi vì nó có bốn cái chân này này. Với cả hai con này ở mặt đáy nó đều có gọi là một cái lỗ để có thể kiểu gắn với chân máy, hoặc là cái chân cao hơn một xíu để mình set up cái góc xem của chúng mình nhé. Đấy, hai con đều có nhá. Còn bây giờ thì mình phải cắm test thực tế thì mới biết được là hình ảnh cho ra của hai cái máy chiếu này như thế nào nhá. Về mức giá là con này thắng rồi đấy. Còn bây giờ cắm xem như nào. Cắm lì máy chiếu chắc chắn là nó phải tắt hết đèn đi rồi mọi người ạ. Nó phải tối om rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bật thử hai con máy chiếu ở trong cái điều kiện là mình vẫn đang để toàn bộ đèn của studio, gọi là đèn quay ấy. Đấy, những cái đèn rất là lớn. Tại vì con này có cổng mạng LAN nên là mình sẽ cắm luôn mạng LAN vào cho nó ổn định. Bởi vì hôm nay thấy cá mập đang cắn cáp mạng rồi mọi người, mạng kém lắm. Đầu tiên chúng ta sẽ bật thử cái sản phẩm được giveaway ngày hôm nay nha. Đó là mã X2 Max. Trong một điều kiện gọi là đèn đóm các thứ bốn á. Hai ba con đèn sáng choang như này. Đây mọi người thấy nó lên rồi đúng không ạ?
Cái độ sáng của con này nhá, theo thông số đến từ nhà sản xuất, con này là có 3.000 lumen thôi, còn con này là 7.000, con này gấp đôi luôn, gấp đôi hơn luôn. Thì chắc chắn là tí nữa bật con này lên nó sẽ sáng, sáng hơn là cái chắc rồi, nhưng mà giá tiền nó quyết định điều đấy. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Bây giờ mình đang để bách là RGB màu xanh với cả màu đỏ này, thì gần như là đang không nhìn được rõ những cái chi tiết ở trong cái máy chiếu này nó hiện lên như này. Thế nên con này sẽ chỉ phù hợp ở trong cái điều kiện gọi là thiếu sáng thôi, kiểu tắt hết đèn, kiểu Netflix and chill cái thứ thôi, chứ còn những cái điều kiện sáng như này là không hợp lý rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử sang con này nhá. Con này thì nút nguồn nó ở đằng sau này mọi người. Ui, một sự khác biệt ạ. Chúng ta thấy luôn sự khác biệt, nó sáng. Nó sáng mà mình đọc được rất là rõ về cái chữ Bcoop đấy. Lúc nãy thì mình với Hoàng có gọi là nghịch một tí, nên là mình đang thay đổi về cái gọi là cái phần hiển thị, nên nó bé hơn so với bình thường. Chứ không, nếu mới hiển thị lên thì nó cũng sẽ to bằng con này. Nhưng mà xét về độ sáng thôi nhá, thì KO10 dành cho em Xtreme rồi. Bởi vì chắc chắn rồi, em này 7.000 lumen, còn em này chỉ có 3.000 thôi, thì nó sẽ không thắng được trong điều kiện ánh sáng như thế này. Còn về những cái cài đặt ấy, thì mình cũng đã gọi là được sử dụng qua, bởi vì anh Đạt đã từng mua con này, mọi người nhớ không? Để tặng sinh nhật 1 tuổi cho chú ấy. Đấy, thì hôm đấy mình đã từng sử dụng ở đấy rồi. Thì con này có rất là nhiều những cái tính năng hay ho. Đầu tiên là mình nghiên cứu về con này trước nhá. Đây, đầu tiên là chúng ta, đây mọi người thấy là cái phần menu của nó này, nó sẽ có trang chủ này, có ứng dụng này, ứng dụng cho nó tất cả những video của các bạn này, rồi là YouTube các thứ. Đây mọi người nhìn ở đây là cái local MN này. Cái này là có thể kết nối với cái mạng LAN của mọi người ấy. Thì hiện tại mình đang chưa có cái cài đặt gì trong cái mạng LAN này, nên là mình không có cái gì để xem được cả. Đấy, bộ nhớ trong này nó đang trống. Mình sẽ trở về sang cái này có trình duyệt mọi người ạ. Có nghĩa là mình có thể lên mạng và cái trình duyệt của nó là kiểu trang chủ nó sẽ là Baidu, thì chả hiểu sao máy tính Việt Nam, máy chiếu Việt Nam, nhưng mà trang chủ trình duyệt nó lại là tung của. Đấy, thì mọi người sẽ vào đây để có thể xem phim online được. Nó sẽ giống như là một cái tivi. Hai con này nó đều như vậy, nhưng mà tivi của con này thì cái chip của nó kiểu nó có những cái setup nó cao cấp hơn thôi. Rồi chúng ta sẽ có cái Miracast. Thì cái này dùng để là gọi là kết nối với các thiết bị, ví dụ như giống như điện thoại của mình này, hay là máy tính thì thôi kết nối qua dây HDMI rồi điện thoại, máy tính bảng, vân vân. Đấy, để các bạn có thể xuất hình lên chiếc máy chiếu này. Cái này là để kết nối loa thì phải. Ừ đúng rồi, loa. Ồ, loa con này hay phết mọi người ạ. Con này mình thấy bát khá là ấm, và gần như là các bạn chỉ cần một cái máy chiếu thôi, nó đủ đầy đủ luôn, xem online, xem YouTube, nghe nhạc có loa. Ờ, con máy chiếu này ổn phết. Rồi, còn cái này là cái trang chủ Baidu của nó thì chúng ta không cần quan tâm quá nhiều. Còn bên dưới nó đầy đủ những cái ứng dụng đây. Đây mình lên trên này có một nguyên một cái phần ứng dụng riêng cho mọi người nhá. Đấy, để vào xem các ứng dụng dưới này. Video này, âm thanh này, và phần cài đặt. Ủa, nó như một cái TV Android luôn. Cái app này thì nó sẽ giống như là để cho các bạn kết nối với cả iOS. Nhưng mà mình nghĩ là chip của này là Android thì mình nghĩ là nó sẽ không quá thích hợp nhiều với con iOS, bởi vì mình đã test thử rồi. Với một chiếc điện thoại iPhone mình cứ nối vào đây thì nó hơi bị lag ấy. Nó không được tương thích với nhau nhiều lắm, nó bị delay khá là nhiều. Thế nên là mình vẫn khuyến khích các bạn, nếu mà kết nối thiết bị ngoại vi thì nên chọn những cái hệ điều hành của Android thì nó sẽ thích hợp tốt hơn. Đây, đó, chúng ta có thể chỉnh, ví dụ như mình đặt trong những cái mặt phẳng, gọi là những cái bề mặt nó không được phẳng, nó bị nghiêng lồi lõm, mà mình cứ phải tìm cái gì đó là kê máy chiếu thì không cần. Chúng ta có thể tùy chỉnh ở cái 4 điểm này để bẻ lại hình ảnh cho nó làm sao vuông vắn nhất có thể. Sang này em bên này để có thể gọi là xem qua cái máy chiếu cho mọi người ấy, thì bắt buộc phải tắt đèn studio lên, bởi vì mọi người cũng thấy là không thể nhìn thấy một cái gì cả. Nên thôi là hy sinh ánh sáng của video, chỉ tập trung vào cái màn chiếu thôi. Chúng ta sẽ tắt hết đèn của studio để nhìn rõ nó hơn nhá. Và Hưng tắt đèn đi bạn. Và đây là hình ảnh cho ra được khi mà chúng ta gọi là tắt hết tất cả các nguồn sáng. Bây giờ chỉ còn một cái đèn duy nhất để rọi mặt mình, mọi người có thể nhìn thấy là mình đang nói trong video này thôi. Đó, thì nó sẽ được như thế này. Đó là sự chênh lệch về độ sáng. Còn về độ phân giải thì hai em này vẫn đang là độ phân giải Full HD. Nhưng mà con Xtreme bên này thì nó sẽ cao cấp hơn, nó sẽ có thể lên đến được là 4K. Về độ nét thì mình có thể hơi tin về cái phần này. Còn con này thì chắc chắn là chỉ có thể là Full HD thôi mọi người, bởi vì độ sáng của nó thấp quá. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái phần cài đặt nhá. Mình đang xem sẵn phần cài đặt rồi đây này. Đây, đây là chính là cái giao diện chính của nó. Nó sẽ có những cái ứng dụng có sẵn, mọi người có thể thấy là như là ATV Lounge này, rồi là AirPin là để kết nối với iOS giống như bên này, rồi là Android Screencasting là để kết nối với những cái thiết bị của Android. Đấy, có Set Play, nó như một cái chiếc TV Android thôi. Cái này thì sẽ chỉ có chỉnh, ví dụ như là phóng to này, chỉnh sửa chiều dọc, chiều ngang, sẽ không có chỉnh sửa độ sáng giống như bên kia, cũng như là không có chỉnh sửa về màu sắc. Bên này mình nhớ là, đúng rồi, nãy mình xem là nó còn có cả chế độ hiển thị hình ảnh nhá. Nó sẽ có như kiểu là game này, xem phim này, rồi tiêu chuẩn này, đấy đấy. Nghĩa là nó sẽ thay đổi cái màu sắc phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của mọi người. Còn em này thì không có, em này sẽ mặc định như thế. Nó chỉ giúp các bạn phóng to, thu nhỏ với chỉnh méo lệch các thứ, căn chỉnh góc được thôi.
bỏ qua khảo sát. Xin chào mọi người đang theo dõi channel của Hacom. Các bạn thân mến, nhìn một cái không gian quen thuộc như thế này, chắc hẳn là các bạn đã đoán ra được là chúng mình đã quay trở lại với Hacom. Nghe loa của em này thì mình thực sự mình không thể khen được nhá. Rõ ràng nó sẽ là một cái loa chống điếc thôi, chứ nó sẽ không phù hợp là một chiếc loa để dùng để nghe nhạc hoặc là xem phim giống như một chiếc loa máy chiếu cần có. Thì con này có lẽ là mình nghĩ là nó đã đầu tư hết vào trong cái ngoại hình rồi với cái mức giá đấy. Thế nên nếu các bạn sử dụng, mình nghĩ là nên kết nối loa Bluetooth bên ngoài. Chiếc loa này mà nghe nhạc thì có vẻ không ổn. Thì mình sẽ cho một đoạn highlight lắp máy nghe nhạc. Đó. Nghe như kiểu nó bị bọc lại bởi một cái lớp màng gì đấy. Bây giờ thì sẽ chuyển sang test loa của em Xtream này. Thì mình sẽ kết nối luôn với điện thoại để xem là loa của em nó như thế nào. Nhưng mà một cái lưu ý nhá, nếu mà mọi người chỉ kết nối qua cái phần Bluetooth đây này, nút Bluetooth đằng sau ấy, hoặc là cái phần cài đặt Bluetooth trong này, thì nó sẽ biến cái máy chiếu này thành một chiếc loa di động nhá mọi người nhá. Đấy, còn nếu như mọi người muốn cả xuất hình thì mọi người phải vào cái phần gọi là trên máy điện thoại Samsung, thì cái phần gọi là cái thanh công cụ ở bên trên này, nó sẽ là Smart View. Còn đối với những cái Android khác như là Oppo hay là Xiaomi thì nó sẽ là cái Cache, đúng không? Như là cái Cache. Và có một vấn đề xảy ra trong lúc mà mình đã test hai con máy chiếu này, và mình cảm thấy là nó là một vấn đề kết nối giữa những chiếc điện thoại Samsung với hai chiếc máy chiếu của Bluetooth này. Đó là với cái phần gọi là Smart View đấy không kết nối được xuất hình mọi người ạ. Nó chỉ kết nối được loa thôi, mình không hiểu tại sao. Có thể là do những cái chính sách về cái phần kết nối màn hình của Samsung, nó bảo mật hơn hay nó như thế nào đấy. Còn đối với mình thử trên một chiếc máy khác, đó là về gọi là của Xiaomi, thì lại kết nối được. Hay thế chưa lại. Thế nên bây giờ mình sẽ chỉ có thể gọi là kết nối loa để cho mọi người thôi. Hoặc là vào thẳng cái phần mềm YouTube, thì YouTube nó đã có sẵn một cái phần share màn hình rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ kết nối bằng Bluetooth để cho các bạn nghe loa như nào. Đấy, ấn phát là nó sẽ ra luôn cái phần cài đặt Bluetooth. Nó sẽ có tên là Projector PT. Rồi, mình đã kết nối và bây giờ mình sẽ nghe thử luôn cái đấy ha. Đấy, và một vấn đề với những chiếc máy gọi là Samsung là chúng tôi chỉ kết nối được âm thanh thôi và không kết nối được hình ảnh. Ôi trời ơi. Đấy, có một cách khác. Đây, mọi người nghe nhạc, nghe nó khác biệt không ạ? Mình thấy bass nó ấm hơn khá là nhiều, con loa này ổn phết đấy chứ, hay phết. Rồi. Mình thấy là có một cái vấn đề, nếu như các bạn sử dụng máy Samsung thì ok, các bạn có thể vào phần YouTube, các bạn sẽ có thể kết nối trực tiếp qua cái ứng dụng YouTube đấy. Thì cái con này nó sẽ không có sẵn tất cả, nó có sẵn cái biểu tượng như thế này thôi. Thực ra ấn vào thì các bạn sẽ phải tải hết về. Khi nào các bạn sở hữu là chủ giấy của chiếc máy này thì các bạn sẽ tải hết về những cái ứng dụng nó có sẵn ở đây nhá. Đấy, còn bây giờ thì chúng mình cũng chưa muốn tải vì đồ của hãng mà, nên là thôi, sẽ kết nối cho mọi người nghe loa của em này trước. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần test tiếp theo, đó là Thắng ơi ra đây chị nhờ đi. Chị với em sẽ bê hai con máy chiếu này đi xa nhất có thể, xa nhất có thể, và Hưng cứ quay hình thôi. Khi nào đến mức là con này gọi là không ấy được nữa thì thôi. Ok bởi rồi. Rồi bây giờ em trước đi. Bây giờ Hoàng em nhấc nó đi nhá. Xong vừa okay, đi chị. Nhớ vừa bê nét nha. Rồi. Đấy, mọi người sẽ thấy là bây giờ bình tĩnh. Đang bê nét chiều nào đây. Rồi, ok. Và hiện tại chúng mình đã đi, gọi Hoàng đã đi hết chiều ngang của cái studio rồi và vẫn không đủ để lấy hết hình của con này. Và nó sẽ rơi vào khoảng cỡ 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Nó rơi vào khoảng cỡ gần 4 mét thôi mọi người. Gần 4 mét chỗ này đã gần 100 inch, khoảng hơn 100 inch gì đấy rồi, trên dưới 100 inch rồi. Mà nhá, lúc nãy mình test theo chiều dọc ấy, studio của mình là chữ nhật mà. Hay là mình test theo chiều dọc thì nó phải rơi vào khoảng gần 10 mét. Vẫn nét nha mọi người. Và lúc đấy thì không biết là 100 mấy inch nữa. Đấy, rồi, Hoàng về đi. Về đi em, về đi em. Test chiều dọc cho các bạn sợ. Nhưng mà chiều dọc thì phải... em sẽ chiếu vào mặt chị. Chiều dọc thì chỗ này nó sẽ có vướng đèn một xíu nha mọi người. Hiện tại thì Hoàng đang đứng cách mình khoảng cỡ 3-4 mét. Nghĩa là cái khoảng cách từ cái màn chiếu đến với cái máy chiếu khoảng cỡ gần 10 mét. Và mọi người thấy đằng sau vẫn rất là nét đúng không? Và cái kích thước nó cho ra khoảng cỡ mình nghĩ là khoảng rơi vào gần 100-150 inch ấy. Thì cái này hoàn toàn có thể đáp ứng cái nhu cầu. Ví dụ anh em rủ nguyên cả họ hàng về nhà gọi là xem bộ tuyển Việt Nam đá World Cup hay đá cái gì đó kiểu thế, hoàn toàn có thể đáp ứng được luôn. Loa con này cũng to nữa. Bây giờ chúng ta sẽ test đến gọi là cái con X2 Max này xem nhé. Cái con nhỏ xinh này xem là nó sẽ dài được đến đâu, có đến 10 mét không? Dự kiến là không, hoặc là chắc là nó sẽ được một nửa. Đấy, giá tiền một nửa thì cái này một nửa nữa là hợp lý. Tiếp tục là với chiếc máy chiếu X2 Max thì Hoàng đang đứng ở vị trí bằng với cái con Xtream kia. Thì mình thấy cái kích thước nó tối quá trời luôn đấy, không nhìn được. Có nghĩa là về càng xa thì cái độ sáng của cái đèn nó sẽ càng giảm. Em đừng nhấp nháy đèn nữa đâu không Hoàng.
Đấy, về càng xa thì cái độ sáng nó sẽ càng giảm và chúng ta sẽ càng khó theo dõi hơn. Chắc chắn là về ánh sáng em này sẽ không thể nào đáp ứng được với cái tầm chiếu xa gần 10 mét như thế này rồi. Nên là cái kích thước thì mình thấy nó cũng bằng con kia đấy, nó cũng từ tầm từ cánh cửa studio ra đến tận đoạn ngoài này. Thế nên là nó sẽ bằng nhau. Bây giờ Hoàng tiến lên đây đi. Đấy, tầm mấy mét thì nó sẽ nhìn được nhỉ? Không, tầm này tắt cái đèn mà chiếu vào mặt mình đi là sẽ nhìn được. Tầm này thì cách khoảng cỡ gọi là 5 mét. Và mình thấy là cái khoảng cách gọi là an toàn nhất và thích hợp nhất để chiếu cho cái em X2 Max này nó sẽ rơi khoảng 3 mét đấy mọi người. Trong cái phòng nhỏ nhỏ thôi thì nó sẽ hợp lý hơn, bởi vì lúc đấy nó đủ độ sáng và nó chi tiết các thứ nó rõ ràng hơn. Đây là khoảng cách 3 mét nha mọi người, mình đã vê nét rồi. Đấy, tầm màn như này là quá hợp lý rồi. Vẫn đủ sáng, vẫn đủ nét. Và trên đây là những cái phần gọi là mình đã test và quick review cho mọi người, cầm tay trên tay đập hộp các thứ ra xem cho mọi người xem là hai con máy chiếu của Bcoop này như thế nào. Và đặc biệt là cái con X2 Max này sẽ là mã được giveaway trong cái lần tuần này đi, trong 2 tuần này đi. Và bọn mình sẽ quay nó vào thứ 6 của những cái buổi livestream ấy, thì chúng mình sẽ quay trực tiếp ở trên đó để cho nó gọi là công bằng, minh bạch các thứ với mọi người luôn. Thì sau một tuần thì chúng mình sẽ quay. Nói chung là cứ tìm được giải của những cái con trước thì mình lại quay con tiếp theo thôi. Cứ 2 tuần một con giveaway này, xong rồi lại thứ 6 thì lại quay trúng thưởng cho mọi người này, xong rồi đến liên hệ với mọi người, sau đó là giao tận tay quà cho mọi người nữa. Đấy, thì dự kiến gần đây nhất bọn mình đã tìm ra được đó là bạn Hải Phạm đã thắng được cái giải gọi là Pisen, tai nghe Pisen Airbus 3 Pro. Đấy, rồi tiếp theo chúng ta sẽ quay cả còn một con sạc Pisen sạc được cả MacBook nha. Rồi và sản phẩm thứ tư sẽ là cái em máy chiếu này. Mình đánh giá chung chung với hai em này nhá. Đầu tiên đối với con X2 Max thì nó sẽ là một chiếc máy chiếu cực kỳ gọi là tiện lợi và nhỏ gọn để giúp cho các bạn có thể gọi là mang đi mang lại được. Ví dụ các bạn thích xem phim với bạn bè, mang đến nhà bạn bè, mang lên trường học, mang đến chỗ làm vẫn xem được. Nhưng mà nó có một cái yêu cầu, đó là điều kiện ánh sáng phải thực sự tối, nó phải trong phòng thực sự tối để nó có thể chiếu rõ các chi tiết, bởi vì cái lumen của nó, cái độ sáng của nó chỉ đạt có 3000 thôi, còn em này sẽ nhiều hơn là 7000 này. Mình khuyến khích các bạn nên có thêm một chiếc loa Bluetooth ở ngoài để có thể nghe được, bởi vì loa em này thực sự chỉ chống điếc thôi. Còn em này ok, tất cả những cái ưu điểm về mặt gọi là setting, về mặt loa, về mặt hình ảnh nó hơn em này, bởi vì giá tiền nó hơn tận 2,5 triệu cơ mà. Nhưng mà nó lại cồng kềnh hơn một xíu, nó sẽ hơi khó để mọi người sẽ lười, kể cả đút vào ba lô các thứ nó cũng hơi nặng và lười cho mọi người mang đi đúng không? Thì tùy thuộc vào cái nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể lựa chọn được cho mình cái sản phẩm phù hợp. Mình sẽ để link sản phẩm của hai con này luôn nhá ở phần mô tả của video. Và đừng quên là trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ giveaway một con thôi, đó là con X2 Max với giá 3.989.000 đồng hiện tại tại Hacom nha. Phương thức rất là đơn giản, mọi người chỉ cần thả một comment bất kỳ ở dưới cái video này, cộng thêm với đó là nhớ subscribe kênh YouTube của Hacom, và thích nữa thì subscribe tất cả mọi kênh của Hacom luôn. Đấy, để theo dõi những cái chương trình giveaway nhất. Và chúng mình sẽ chỉ giveaway trên YouTube thôi nha mọi người nha. Thì mọi người sẽ theo dõi vào những cái thứ 6 livestream thì chúng mình sẽ quay để chọn ra được những cái những người may mắn nhận được cái sản phẩm này. Rồi, video đến đây thì cũng tương đối là dài rồi đấy. Anh em đã có cho mình những cái sự lựa chọn để xem phim Netflix chưa thì có thể tham khảo hai mẫu này ha. Còn bây giờ xin chào và mong sớm gặp lại mọi người trên những cái sản phẩm giveaway lần sau có đậm sâu hơn nữa nha. Bye bye.